Chào mừng quý vị đến với kênh Tâm Linh 365. Quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất từ chúng tôi nhé. Quý chị và các bạn thân mến, sau đây là thông tin chi tiết về tử vi ngày 24 tháng 4 năm 2023 của 12 con giáp, âm lịch là ngày 5 tháng 3, tức ngày Nhâm Tý, tháng Bính Thìn, năm Quý Mão, tiết khí Cốc Phú, giờ hoàng đạo Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ Kim Quý, Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ Bảo Quang, Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ Ngọc Tương, Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ Tư Mệnh, Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ Thanh Long, Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ Minh Đường, giờ Hắc Đạo, Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ Bạch Hổ, Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ Thiên Lao, Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ Nguyên Tú, Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ Câu Trần, Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ Thiên Hình, Dần Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ Chủ Tước, Ngũ Hành Niên Mệnh, Tang Đồ Mộc, ngày Nhâm Tý tức Can Chi tương đông, Thủy là ngày Cát, Nạp Âm, Tang Đồ Mộc tuổi tuổi Bính Ngọ Canh Ngọ, ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi Canh Ngọ Mậu Thân Bính Thìn thuộc hành Thổ không sợ mộc, ngày Kỷ Lục hợp Sửu Tam hợp Thìn và Thân thành Thủy cục, Sửu Ngọ hình Mão hại Mùi phá Dậu và tuyệt Tỵ, xem ngày tốt xấu theo trực, trừ thành chốt cho xuất hành khai trương giá thú, tránh kiện tụng tranh chấp. Tuổi xung khắc xung ngày Giáp Ngọ Canh Ngọ Bính Tuất Bính Thìn, xung tháng Mậu Tuất, Nhâm Ngọ Nhâm Thìn Nhâm Tý, sao tốt Thiên Đức tốt mọi việc, Nguyệt Đức tốt mọi việc, Thiên Hỷ tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, Minh Tinh tốt mọi việc, Thánh Tâm tốt mọi việc, nhất là cầu phúc và tế tự, Tam Hợp tốt mọi việc, Mẫu Thường cốt về cầu tài lộc khai trương mở kho, Đại Hồng Sa tốt mọi việc, Thiên Thụy tốt mọi việc, sao xấu, Hoàng Sa xấu đối với xuất hành, Cô Thần xấu với cưới hỏi, Lỗ Bàn Sát thì khởi công động thổ, Không Phòng thị cưới hỏi. Ngày Kỵ ngày 24 tháng 4 năm 2023 là ngày Nguyệt Kỵ, mùng năm 14-23, đi chơi còn thiệt nữa là đi buôn. Dân gian thường gọi là ngày nửa đời nửa đoạn, nên làm gì cũng chỉ sữa chưng, khó đạt được mục tiêu. Hướng xuất hành, Kỷ Thần hướng thần may mắn, tốt hướng Nam, Tài Thần hướng thần tài, tốt hướng Tây, Hắc Thần hướng ông thần ác, xấu nên tránh hướng Đông Bắc. Ngày tốt theo nhị thập bát tú, sao tất ngũ hành thái âm, động vật ô con quạ, đất nguyệt ô Trần Tuấn tốt, kiết tú tứ tinh con quạ chủ trị ngày thứ hai, nên làm thờ công tạo tác về gì cũng tốt, tốt nhất là chôn cất cưới gà, chờ cửa dựng cửa, đào kênh tháo nước, khai mương móc giếng, những việc khác cũng tốt như làm ruộng nuôi tâm, khai trương xuất hành và nhập học. Kiêng cữ đi thuyền, ngoại lệ sao tất gặp ngày Thân Tý Thìn đều tốt. Gặp ngày Thân hiệu là Nguyệt Quải Khôn Sơn trăng treo đầu núi Tây Nam, rất tốt, lại thêm sao tất đăng viên ở ngày Thân, cưới gà và chôn cất là hai việc rất tốt. Nhân Thân, ngày 24 tháng 4 năm 2023 dương lịch là ngày Can Nhâm. Ngày Can Nhâm không chỉ bệnh ở thân, ngày năm âm lịch Nhân Thân ở trong miệng, khắp thân mình và túc sư minh vị kinh, tránh mọi sự tổn thương va chạm, mổ xẻ châm trích tại vị trí này. Giờ xuất hành theo lý thuần phong, Đại An tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, từ 23 giờ đến 1 giờ. Tốc Hỷ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, từ 13 giờ đến 15 giờ. Lưu Niên xấu từ 3 giờ đến 5 giờ, từ 15 giờ đến 17 giờ. Chiếc Khẩu xấu từ 5 giờ đến 7 giờ, từ 17 giờ đến 19 giờ. Tiểu Cát tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, từ 19 giờ đến 21 giờ. Hồng Vòng tiết lộ xấu từ 9 giờ đến 11 giờ, từ 21 giờ đến 23 giờ. Ngày xuất hành theo khẩu mình, Huyền Vũ xấu, xuất hành đều cãi cọ, gặp việc xấu không nên đi. Sau đây là thông tin chi tiết về tử vi ngày 24 tháng 4 năm 2023 của con giáp Tuổi Tý, cẩn thận hao tai. Vận khí ngày hôm nay thứ hai, ngày 24 tháng 4 năm 2023 mang tới mối nhân duyên tốt đẹp cho con giáp Tuổi Tý, là cơ hội tốt để những mối quan hệ trọng yếu của bạn tiến triển thêm một bước nữa.
Nếu bạn đã độc thân thì ngày hôm nay chính là một khởi đầu cho mùa hoa kỳ duyên nở rộ, hứa hẹn một mối lưu duyên tốt đẹp sắp đến với bạn. Đây sẽ là một ngày mà lại ánh sáng tích cực cho con giáp tuổi Tý, giúp bạn luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng và để thực hiện được những việc đã đề ra. Nhờ đó mà mọi việc ổn thỏa đâu vào đấy, thậm chí mà còn nhận được lời khen từ đồng nghiệp hoặc cấp trên. Trái lại với sự thăng hoa từ đường tình duyên, hôm nay sẽ là một ngày không tốt đối với con giáp tuổi Tý. Về các vấn đề liên quan đến tiền bạc, bạn cần suy nghĩ thật cẩn thận, tránh các khoản đầu tư có độ rủi ro cao, cần có sự suy nghĩ một cách thấu đáo và tìm kiếm lời khuyên từ những người có kinh nghiệm. Nhờ thế bạn có thể đưa ra những quyết định một cách chính xác và không phải hối tiếc về sau này. Người tuổi Tý là một người nhân hậu, ngoan ngoãn hiền lành luôn vui vẻ. Người tuổi Tý hay tươi cười lại dễ thương nên rất được mọi người yêu thích. Thêm vào đó do không thích chuyện cái cọ nên tuổi Tý rất hòa nhã khi đối xử với mọi người xung quanh. Do đặc điểm này mà tuổi Tý có nhiều bạn, không phải là người thích lãnh đạo. Thế nhưng do có sức hút riêng nên trong đám đông tuổi Tý luôn có một chỗ đứng nhất định. Người tuổi Tý có khả năng chịu đựng cao nên từ học hành, hoạt động ngoại khóa đến công việc đều làm một cách cẩn thận nên thường là người có thành tích nổi bật. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao, tình cảm đạt 5 sao, tứ nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mão, màu sắc may mắn màu cam, màu đen, con số may mắn 3774. Cảm ơn quý chị tuổi Tý đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Tý có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Tiếp theo là tử vi của con giáp tuổi Sửu ngày 24/4/2023. Hôm nay là một ngày chịu tác động xấu từ hung tinh. Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ hai ngày 24/4/2023, do tác động xấu của các hung tinh, tuổi Sửu phải đối mặt với nhiều vấn đề nan giải liên quan đến việc ứng xử, nhất là khi đó lại là những người bạn bè thân thiết với mình. Con giáp này nên từ tốn, đừng cố tỏ ra là mình biết hết mọi thứ, bởi điều đó sẽ gây cảm giác khó chịu cho người khác. Hôm nay con giáp tuổi Sửu có thể gặp phải rắc rối từ những thông tin bị sai lệch, lời nói bị hiểu sai ý, thậm chí có người còn phản ứng rất mạnh mẽ với lời nói của con giáp này. Hãy chắc chắn mình đã kiểm tra mọi thứ và cẩn trọng khi diễn đạt suy nghĩ của mình. Ngoài ra tình cảm cũng có điểm báo nảy sinh nhiều mâu thuẫn gây rạn nứt, gia đạo bất an, vợ chồng bất đồng, cãi vã với nhau. Tuổi Sửu không nên to tiếng mà cần cho cả hai cùng bình tĩnh để nói chuyện tháo gỡ khúc mắc. Sức khỏe cũng là vấn đề mà bản mệnh cần phải chú ý. Nếu có ý định giảm cân thì nên lên kế hoạch hợp lý, xây dựng chế độ ăn uống và tập luyện khoa học. Người tuổi Sửu không bị thay đổi hay đưa đẩy do số đông hay không khí xung quanh. Khi đã đặt ra được mục tiêu của mình, họ luôn nắm vững tinh thần, quan điểm và hành động theo điều ấy. Họ là người coi trọng gia đình, bạn bè, sẵn sàng góp sức khi bạn bè, người thân mình gặp khó khăn, đặc biệt với những người cực kỳ quan trọng với bản thân. Họ là người luôn luôn nhớ và mời sinh nhật dành cho người đó. Trong tình yêu cũng vậy, người tuổi Sửu luôn xem trọng người yêu của mình, dù có kết hôn với người đó cũng không đổi, luôn cực lực làm việc vì vợ, vì con. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp đạt 3 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao, tình cảm đạt 3 sao, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Thìn, màu sắc may mắn màu vàng, màu đen, con số may mắn 5995. Cảm ơn quý chị tuổi Sửu đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Sửu có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Tiếp theo là tử vi của con giáp tuổi Dần ngày 24/4/2023, dễ vướng vào chuyện thị phi. Tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp dự báo rằng thứ hai ngày 24/4/2023 hôm nay tuổi Dần dễ vướng vào chuyện thị phi. Tính tình thì quá thẳng thắn, bộc trực của bản thân nên tuổi Dần lại là con dao hai lưỡi. Bạn bè thân thiết có thể hiểu tính cách của bạn, nhưng với người mới tiếp xúc thì tuổi Dần có thể bị đánh giá là thiếu sự tôn trọng và không chín chắn. Để đối phó với vấn đề này, tuổi Dần cũng không cần phải sống giả tạo và nói những điều trái với lương tâm, suy nghĩ của mình, nhưng nên học cách giao tiếp khéo léo và tinh tế để tránh những hiểu lầm cũng như chuyện rắc rối không đáng có. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi nói ra một điều gì đấy. Nếu chuyện thị phi bên lề vào thứ hai này,
không ngăn được vận trình tàn lộc may mắn của tuổi Dần. Chuyển tiền nong có dấu hiệu chuyển biến tích cực, con giáp này dựa vào thực lực của mình để giành lấy cơ hội thành công, nhờ đó mà nguồn thu cũng được tăng lên và có thể thoải mái trong việc chi tiêu trong thời gian này mà không phải đắn đo quá nhiều. Người tuổi Dần bên cạnh một tinh thần nghĩa hiệp, niềm tin mạnh mẽ thì tuổi Dần có trái tim giàu cảm xúc. Khi đã tìm ra điều mình thích thì tuổi Dần luôn dành đam mê cực lớn cho nó, dù là cuộc sống hay công việc. Trong tình yêu họ là người lãng mạn, thậm chí đôi khi thái quá làm đối phương cảm thấy nặng nề. Họ không phải là người giỏi làm việc theo nhóm hay tập thể, tuy nhiên không phải vì thế mà tuổi Dần trở nên đơn độc. Nếu như phù hợp với sở thích của bản thân thì tuổi Dần vẫn luôn tích cực trong việc hòa nhập với hội nhóm. Như đã nói ở trên, khi làm việc với đội nhóm thì người tuổi Dần rất tích cực, họ thường làm tốt vai trò chủ đạo, tạo nên bầu không khí. Họ giỏi trong việc nâng cao tinh thần cho mọi người hay làm người khác cười. Giàu tinh thần thử thách là một ưu điểm của tuổi Hổ. Khi đã có hứng thú nhất định với điều gì thì luôn luôn tích cực tìm hiểu học hỏi, dù có thất bại cũng không làm họ nản lòng. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 4 sao, quý nhân phù trợ, Mão, Thìn, màu sắc may mắn, nâu, đen, con số may mắn 30, 63. Cảm ơn quý chị tuổi Dần đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Dần có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Tiếp theo là tử vi của con sắp tuổi Mão ngày 24 tháng 4 năm 2023, dễ trở nên bốc đồng và sốc nổi. Theo tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp, trong ngày thứ hai, ngày 24 tháng 4 năm 2023 này, tuổi Mão sẽ trở nên bốc đồng và sốc nổi mà không có những hành động thiếu tỉnh táo và đúng đắn. Hãy cẩn thận bởi những suy nghĩ tiêu cực sẽ là nguyên nhân gây ra tai họa cho con giáp này, không chỉ cho hiện tại mà còn để lại hậu quả nặng nề trong tương lai. Về phương diện tài lộc, tuổi Mão có nhiều vấn đề khiến bạn phải suy nghĩ. Ngoài việc cố gắng giữ cho nguồn thu nhập chính ổn định thì bản thân còn phải tính toán rõ ràng các khoản chi tiêu. Tiền bạc thì có hạn trong khi các khoản chi lại nhiều, làm sao để phân chia phù hợp cũng không phải dễ dàng. Vận trình tình cảm của tuổi Mão trong thứ hai này ở mức bình bình, bản thân và đối phương đang ở trong giai đoạn trù xuống trong tình yêu. Có lẽ vì hai người yêu nhau được một thời gian dài và cũng lâu rồi tình cảm chưa được hâm nóng, hãy thay đổi địa điểm hẹn hò mới, giúp đôi bên khơi dậy được cảm xúc yêu đương. Tình yêu thăng hoa cũng là chất xúc tác tốt để phương trình hóa hợp dẫn đến thành công diễn ra nhanh hơn đó bạn nhé. Người tuổi Mão là người không thích hành động riêng lẻ, sau đó họ thích hoạt động đội nhóm cũng như giỏi trong việc giữ một vai trò nào đó quan trọng. Do có sự duyên dáng và hài hước mà tuổi Mão nhanh chóng rút dần được khoảng cách với ngay cả người có phần khác biệt. Từ bên ngoài, tuổi Mão tỏ ra là người không thích tranh đấu, nhưng thực ra bên trong họ nhận thức về việc không muốn thua kém người khác khá cao. Do đó mà họ luôn cố gắng trong thể thao, học hành và công việc, nên có khả năng giành được một vị thế. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 4 sao, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn và tuổi Tỵ, màu sắc may mắn, màu hồng, màu tím than, con số may mắn 64, 58. Cảm ơn quý chị tuổi Mão đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Mão có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Tiếp theo là tử vi của con giáp tuổi Thìn ngày 24 tháng 4 năm 2023, đón nhận vận may về tiền bạc. Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay vào thứ hai ngày 24 tháng 4 năm 2023 này, tuổi Thìn đón nhận vận may về tiền bạc. Người buôn bán kinh doanh có mối làm ăn tốt, được khách hàng tin tưởng. Nếu như biết tận dụng cơ hội đầu tư sinh lời thì lợi nhuận thu về rất lớn. Còn người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương hoặc khen thưởng. Con giáp này cần cù và chịu khó, thậm chí còn dành cả thời gian riêng tư để làm việc. Chính vì tinh thần làm việc vô cùng trách nhiệm, cho nên tuổi Thìn được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá rất cao, chắc chắn sẽ mang lại kết quả tốt. Những công sức tâm huyết của bản mệnh bỏ ra vô cùng xứng đáng. Vận trình tình cảm của tuổi Thìn hôm nay có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Nếu như con giáp này đang có hiểu lầm hay mâu thuẫn với người ấy, thì đây là thời điểm tốt để chủ động hóa giải. Yêu thương không bao giờ là đủ, thì sao phải giận dỗi nhau mãi được gì kia chứ. Vì vậy đừng để những điều không đáng ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người. Người tuổi Thìn
là người khá chân thật, yêu ghét rõ ràng, nghĩ gì nói đó, cảm xúc hiện rõ trên khuôn mặt, do đó mà khá dễ hiểu. Họ cũng là người thích những cách thể hiện dễ hiểu và thẳng thừng, thấy phiền hà khi có sự vòng vo bóng gió, ám chỉ. Đôi khi họ bị ghét cũng chính vì điều này. Người tuổi Thìn thích hành động, một khi đam mê được thắp lửa thì họ hành động một cách đầy đam mê. Thêm vào đó, người ta còn có thể thấy ở họ là tốc độ, từ khi quyết định đến chính thức bắt tay vào làm, dường như không có thời gian nào là thừa. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi và tuổi Thân, màu sắc may mắn màu xanh và màu cam, con số may mắn 2736. Cảm ơn quý anh chị tuổi Thìn đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Thìn có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Tiếp theo là tử vi của con giáp tuổi Tỵ, ngày 24 tháng 4 năm 2023, đón nhiều cát khí, vận trình trôi chảy. Xem tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp để thấy được rằng vào hôm nay thứ hai, ngày 24 tháng 4 năm 2023, con giáp tuổi Tỵ đón nhận nhiều cát khí, vận trình nhờ thế mà cũng trôi chảy hơn. Với những ai đang độc thân, vận đỏ vây quanh trong ngày hôm nay, khiến cho tuổi Tỵ có thể sẽ gặp được người mình yêu trong tình huống không thể ngờ tới. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, bản mệnh và đối phương đã để lại trong tâm trí nhau ấn tượng sâu đậm. Người tuổi Tỵ nếu đang ở những vị trí làm công ăn lương, sẽ có một ngày làm việc suôn sẻ, gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống. Nếu đang kinh doanh được làm chủ một doanh nghiệp, hôm nay không phải là một ngày tài lộc dồi dào đạt đỉnh, nhưng tuổi Tỵ cũng sẽ đạt được những mục tiêu nhất định về mặt tài chính. Đường công danh sự nghiệp của tuổi Tỵ hôm nay vẫn đang tiến triển khá tốt, tinh thần làm việc nghiêm túc, nhiệt tình. Về cơ bản, tuổi Tỵ sẽ không gặp phải khó khăn nào quá lớn. Tuy trước mắt vẫn còn nhiều thử thách, nhưng với ý chí mạnh mẽ của mình, con giáp này hoàn toàn có thể vượt qua và từng bước xây dựng cho riêng mình một sự nghiệp vững chắc. Người tuổi Tỵ khá tử tế nhưng họ cũng có một chủ nghĩa lý tưởng cao, nhiều người có ước mơ hoài bão nào đó, nhưng để thực hiện hóa điều ấy thì không ít người làm được. Nhưng người tuổi Tỵ thì khác, họ luôn phát huy được tính cách điềm tĩnh và làm việc có kế hoạch để có thể thực hiện hóa ước mơ của mình. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao, tình cảm đạt 5 sao, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn và tuổi Ngọ, màu sắc may mắn màu đỏ và màu vàng, con số may mắn 8694. Cảm ơn quý chị tuổi Tỵ đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Tỵ có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Tiếp theo là tử vi của con giáp tuổi Ngọ ngày 24 tháng 4 năm 2023, một ngày nhiều may mắn. Người tuổi Ngọ trong ngày thứ hai này là một ngày mang tới nhiều may mắn và hiệu quả cao trong công việc. Tuổi Ngọ nên phát huy khả năng đàm phán, thuyết phục của mình nhiều hơn nữa để có thể tạo ấn tượng với mọi người xung quanh cũng như là đối tác của mình. Tuy nhiên thì sự may mắn cũng có thể đi kèm với thử thách khó khăn khi một vài người đồng nghiệp xung quanh tỏ thái độ ganh ghét và ghen tị và muốn cản trở bạn. Vì vậy, bạn cần phải cẩn trọng trước khi làm bất cứ việc gì, tốt nhất là chỉ để làm nhiệm vụ của mình mà thôi. Về tình hình sức khỏe của tuổi Ngọ ngày hôm nay không được tốt cho lắm, bạn không nên quá lao lực mải mê trong công việc. Bạn có thể dành buổi tối ngày hôm nay để nghỉ ngơi, thư giãn một chút để đầu óc tinh thần cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn. Trong công việc, tuổi Ngọ luôn chiếm nghiêm túc từ việc không bao giờ đến muộn, để luôn nỗ lực trong việc hoàn thành kế hoạch đã đặt ra. Họ ghét cách làm việc lề mề, nên trong công việc hay bất kỳ vấn đề gì, thì họ cũng luôn tập trung để hành động. Người tuổi Ngọ thông minh, có khả năng nhớ và xử lý mọi việc rất nhanh, từ khâu nhận thức đến hành động, từ học hành đến công việc. Ngoài tốc độ, họ còn giỏi trong việc lập kế hoạch và hành động, theo đó nên mọi người được xử lý một cách hết sức suôn sẻ. Thêm vào đó lại là người tích cực hành động, nên so với người khác họ tích lũy được cho bản thân khá nhiều kinh nghiệm. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp đạt 4 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao, tình cảm đạt 5 sao, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, màu sắc may mắn màu vàng, màu xanh, con số may mắn 4499. Cảm ơn quý chị tuổi Ngọ đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Ngọ có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công.
Tiếp theo là tử vi của con giáp tuổi Mùi, 24 tháng 4 năm 2023, không được thuận lợi cho lắm. Công việc của tuổi Mùi ngày 24 tháng 4 năm 2023 này sẽ không được thuận lợi cho lắm, một phần là do bạn đánh giá thấp khả năng của mình, không dám đứng ra để nhận trọng trách. Tuy nhiên, nếu bạn hoàn toàn có thể làm được nếu như có đủ quyết tâm. Đừng bao giờ so sánh bản thân mình với người khác, bởi cái họ thể hiện ra chỉ là sự hoành tráng phía trước, chứ không phải là người tiếng thở dài ở đằng sau. Có thể bạn ghen tị khi thấy họ nhiều tiền, nhưng biết đâu họ lại ngưỡng mộ bạn và có thể ngủ đủ giấc, một giấc êm ái tới tận ngày hôm sau. Người tuổi Mùi dù rơi vào hoàn cảnh nào, họ vẫn luôn cố gắng hết sức để vượt qua. Ngay cả khi bị người khác bỏ lại phía sau, họ xuất phát muộn hơn, họ vẫn nỗ lực hết mình, không hề than thở. Đây chính là điểm mạnh của tuổi Mùi, tuy nhiên cũng chính là điểm yếu của họ. Đôi khi họ gồng mình quá sức làm cho bản thân bị ảnh hưởng về mặt tinh thần. Những người sinh vào năm Mùi ghét một mình và thích hành động theo nhóm, thay vì âm thầm là những gì bản thân thích, họ thường lựa chọn việc tận hưởng vui vẻ cùng với người khác. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp đạt 4 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 5 sao, tình cảm đạt 4 sao, quý nhân phù trợ, tuổi thân và tuổi dậu, màu sắc may mắn màu đen, màu đỏ, con số may mắn 32, 19. Cảm ơn quý anh chị tuổi Mùi đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Mùi có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Tiếp theo là tử vi của con giáp tuổi Thân ngày 4 tháng 4 năm 2023, một ngày thành công. Người tuổi Thân thông minh, ngày hôm nay 24 tháng 4 năm 2023 chỉ ra rằng bạn khẳng định sẽ là một ngày thành công của bạn đó. Chắc chắn bạn sẽ nhận được những thành quả như ý muốn mà bạn đã đang mong chờ từ lâu. Chỉ là chuyện tình cảm của bạn thời gian này không mấy suôn sẻ. Tuổi Thân nhất định phải cân bằng thời gian để gặp gỡ và yêu thương mọi người. Nếu như bạn cứ tiếp tục yêu theo cách kiểm soát người ta, bảo thủ thì tình cảm của hai người sớm sẽ tan vỡ, không thành đôi. Kinh tế thì tốt, tuổi Thân là người giỏi kiếm tiền nên không cần phải lo lắng về bất cứ thứ gì cả. Cứ tiếp tục làm việc chăm chỉ và chịu khó là được thôi. Người tuổi Thân có đầu óc khá lanh lợi và khéo léo. Điểm mạnh này không chỉ trong học tập mà họ còn biết cách ứng dụng, giải quyết mọi việc trong thực tế, dù có xảy ra rắc rối gì. Sự nhanh nhạy sắc bén này có thể thấy ở cách mà họ nói chuyện với sự sinh động, đầy kích thích. Với tính cách này trong công việc, họ có thể vận hành kế hoạch của mình một cách khéo léo và tốc độ với hiệu suất cao. Họ cũng rất giỏi trong việc giải quyết vấn đề, nên tại nơi làm việc họ là người có năng lực và khả năng chiến đấu cao. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 5 sao, tình cảm đạt 4 sao, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất và tuổi Hợi, màu sắc may mắn màu nâu, màu tím than, con số may mắn 2656. Cảm ơn quý anh chị tuổi Thân đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Thân có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công trong cuộc sống của mình. Tiếp theo là tử vi của con giáp tuổi Dậu ngày 24 tháng 4 năm 2023, dễ bị người khác soi mói và phán xét. Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết rằng trong ngày thứ hai, ngày 24 tháng 4 năm 2023 này, hung tính tác động lên con giáp tuổi Dậu, rất dễ bị người khác soi mói và phán xét. Song hãy cứ thư giãn và thực hiện những gì khiến bản thân thích thú. Hãy chứng minh rằng những điều tiêu cực sẽ không bao giờ có thể làm mình cục ngã, thậm chí bản thân còn có ý chí mạnh mẽ và phấn đấu nhiều hơn rất nhiều. Ngoài ra, thay vì im lặng, tuổi Dậu cũng có thể thẳng thắn góp ý với đối phương, giải thích vấn đề để tránh những lời đồn đoán biện đặt sai sự thật về mình bị lan xa. Hãy chuẩn bị tinh thần cho những biến đổi không thể lường trước được. Đừng để người khác làm xáo trộn cuộc sống của mình. Vừa diện sức khỏe không được tốt, con giáp này nên quan tâm tới cơ thể của mình nhiều hơn để tránh các tình trạng bản thân trở nên mệt mỏi và trầm cảm. Không nên uống quá nhiều cà phê trong một ngày, bởi nó có thể mang lại cảm giác tỉnh táo tạm thời, nhưng về lâu về dài thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng như là rối loạn tâm lý hay là mắc các bệnh về đường tim mạch và tiểu đường. Người sinh năm Gà cũng rất thông minh, họ có khả năng quan sát mọi thứ một cách bình tĩnh và đưa ra đánh giá khách quan. Họ có thói quen thu thập thông tin từ trước đấy, kiểm tra và sau đó mới đưa ra hành động chính xác.
Do sự lành lợi và khả năng ghi nhớ tuyệt vời, nó có giúp thầy dậu có thể xử lý thông tin một cách nhanh chóng. Nhờ trí thông minh này, thời sinh nam dậu có thể đưa ra quyết định nhanh hơn những người khác trên một tâm thế hết sức bình tĩnh. Nhờ những đặc điểm này, những người sinh năm dậu có nhiều khả năng phát huy tài năng trong lĩnh vực mang tính chuyên môn, nên không ít người làm việc ở các mảng như là tài chính và pháp lý. Họ ôm ấp ước mơ và lý tưởng lớn, cố gắng hướng về nó. Họ không quan tâm đến những mục tiêu khiêm tốn hay an toàn, mà luôn nỗ lực để đạt được một vị trí cao. Thông thường những tham vọng và ước mơ này chỉ là khát khao như với tuổi dậu. Họ luôn cố gắng để tận dụng hết điểm mạnh và sự điềm tĩnh, năng lực phán đoán để tiếp cận các mục tiêu. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp đạt 4 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 3 sao, tình cảm đạt 5 sao, quý nhân phù trợ tuổi Tý và tuổi Ngọ, màu sắc may mắn màu đen, màu đỏ, con số may mắn 18, 45. Cảm ơn quý chị tuổi Dậu đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Dậu có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Tiếp theo là tử vi của con giáp tuổi Tuất, ngày 24 tháng 4 năm 2023, công việc thuận lợi và trôi chảy. Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo rằng hôm nay thứ hai ngày 24 tháng 4 năm 2023, tuổi Tuất gặp nhiều may mắn trong ngày khi biết cách chi tiêu một cách hợp lý nhất, đề cao việc tiết kiệm. Con giáp này sẽ phải bất ngờ vì với số tiền mà mình sau khoảng thời gian tích lũy được, khoản tiền đó có thể giúp bản thân tuổi Tuất thực hiện một vài kế hoạch dự định đã ủ bấy lâu nay. Dù phải mang trong những trọng trách lớn trong công việc, nhưng mọi chuyện vẫn luôn diễn ra thuận lợi, trôi chảy, bởi tuổi Tuất khi làm việc luôn có kế hoạch rõ ràng và cụ thể và linh hoạt, kết hợp ăn ý với đồng nghiệp, thậm chí còn có tính toán kỹ càng cả những tình huống bất lợi có thể xảy ra. Về phương diện tình cảm của con giáp tuổi Tuất lại có chiều hướng bất ổn, con giáp này vẫn chưa quên được tổn thương trong quá khứ và vì thế mà không cho ai bước vào trái tim mình. Tuy nhiên vẫn phải thừa nhận rằng bản thân đang có cảm xúc mãnh liệt với một người nào đó nhưng lại phân vân chưa dám thổ lộ. Người tuổi Tuất là người có óc phán đoán bình tĩnh, dù rơi vào hoàn cảnh nào họ luôn tỏ ra bình tĩnh, hơn thế với thái độ vô cùng tích cực. Ngoài ra tuổi Tuất còn có khả năng tìm ra các giải pháp tốt nhất để cải thiện được tình hình khi có rắc rối xảy ra. Do đặc điểm này mà họ cũng có ảnh hưởng tốt bằng việc lấy lại được sự bình tĩnh về chờ đợi nhóm. Người tuổi Tuất có trực quan nhạy bén, nếu như có ai đó tiếp cận họ với ý đồ xấu thì họ có thể cảm nhận và phòng ngừa để không bị rơi vào rắc rối. Ngoài ra nếu như bạn bè người thân của họ có phiền muộn, người tuổi Tuất nhanh chóng nhận ra và nhanh chóng an ủi để giải quyết. Họ là người có sức kiên nhẫn, biết lắng nghe và biết cách để đối phương giải bày tâm sự của mình. Do có tính cách này, chính nghĩa cao nên tuổi Tuất sẵn sàng giúp đỡ, đưa ra lời khuyên, phương án để cùng nhau giải quyết. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 5 sao, tình cảm đạt 4 sao, quý nhân phù trợ tuổi Hợi và tuổi Tỵ, màu sắc may mắn màu đen và màu đỏ, con số may mắn 21 và 41. Cảm ơn quý chị tuổi Tuất đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Tuất có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Tiếp theo là tử vi của con giáp tuổi Hợi, ngày 24 tháng 4 năm 2023. Hôm nay là một ngày công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió. Tử vi thứ hai ngày 24 tháng 4 năm 2023 cho thấy công việc làm ăn của tuổi Hợi đang rất trôi chảy và thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên bạn nên có sự thay đổi về phương hướng hoặc kế hoạch làm ăn để phù hợp với hoàn cảnh mới, tình thế mới. Bạn cũng cần có nhiều sáng kiến mới, tính toán nhanh nhẹn, nhiều ý tưởng sáng tạo thì mới tác dụng cho bạn. Ngoài ra làm việc gì bạn cũng nên đi trước một bước, nếu chậm trễ sẽ không có cơ hội, bị mất cơ hội tốt đẹp lại còn bị thiệt hại. Có tài lộc hoặc tuổi Hợi có tin tức tốt đẹp về tiền bạc hoặc có tin tức giúp đỡ của quý nhân, mà vấn đề liên quan đến tiền tài bạn nên giải quyết một cách nhanh nhẹn, thẳng thắn và sòng phẳng, nhưng không nên nóng nảy, dùng tình cảm sẽ có lợi hơn cho bạn đó. Nếu như có lời đề nghị hợp tác về công việc thì thấy có lợi thì bạn nên chấp nhận ngay, không nên chần chừ. Trong nhà có người thân đi xa vì có việc cần thiết bất ngờ phải giải quyết, bạn có sự di rời sắp xếp lại đồ đạc hoặc có sự thay đổi nhà cửa, nơi ăn trốn ở, để họ nhận được tin tức tốt đẹp ở xa về công danh, việc làm của bạn bè,
Gia đình nếu có tổ chức tiệc tùng đình đám thì bạn cũng nên kết thúc nhanh chóng, không nên kéo dài sẽ gây ra nhiều phiền toái. Nếu bạn là người chưa lập gia đình, vận trình về phương diện tình cảm vào thứ hai này cho thấy bạn không nên thầm yêu trộm nhớ mà cần nên mở lời hoặc hẹn ước. Bạn không nên e dè hoặc ngồi yên chờ đợi, bạn nên chủ động bày tỏ ý định của bạn. Nếu bạn chậm trễ sẽ có người khác xen vào, làm bất lợi cho bạn. Bạn cũng không nên tính đến chuyện tiền bạc giàu nghèo, bạn nên tiến tới càng nhanh càng tốt. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu và tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn: màu xanh, màu đỏ. Con số may mắn: 13, 65. Cảm ơn quý chị tuổi Hợi đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Hợi có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Quý chị và các bạn thân mến, trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết về tử vi ngày 24 tháng 4 năm 2023 của 12 con giáp. Hy vọng rằng với những thông tin trên sẽ giúp quý anh chị và các bạn chủ động hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống của mình. Chúc quý anh chị và các bạn luôn hanh thông trong cuộc sống. Và để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Tâm Linh 365, quý anh chị hãy hoan hỉ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Hoặc quý anh chị có thể truy cập vào đường link Facebook Tâm Linh 365 đã được gắn link ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.